Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh của Duy Khải. Và Duy Khải chúc anh em buổi xem video vui vẻ. Và ở video này thì Khải mới nhận được cái nhỏ này nè. Chan ra mà nó cấp 7, Khải mua 2 cuốn, Khải đã lên cấp 9 rồi. 2 cuốn tính ra Khải tốn gần 400 xu. 2 cuốn gần 400 xu mà một cuốn này nó bán là 400 xu, 200 vạn là 400 xu á. Chung là Khải ăn xúc luôn. Chung là tính ra cái nhỏ này là nhận được nhưng mà mình lại tốn hết 800 xu về cái lượt mua cái tăng cấp nỏ này, chung tăng cấp nỏ này tăng 100% lên anh em, không có mít. Rào sáng giờ mua được hai cuốn mà thiếu một cuốn mà không ai bán. Ok, xúc nỏ này luôn, nói chung là xúc luôn được. Xem thử cái nỏ này nó hơn được tay cái nỏ cũ không nha. Đây nỏ cũ đây, tôi sẽ đưa cái nỏ cũ cho anh em xem test thử. Khải có nghi vấn nó sẽ hơn cái nỏ cũ nè. Khải đang có nghi vấn hơn nỏ cũ nè, Khải đầu tư mua luôn. Đây nỏ cũ đây. Nó cũ đánh tống kim là 45 nè. Nó cũ lực tay 4.830. Nó cũ 4.830. Đây, đó, 5.800 chứ. Đó. Được không? Nói chung là cũng xem thử, nhìn cái nó này đẹp quá mà anh hai xem nè. Nó này 45 đó, cái nó này 45 thôi. Còn nó này 39 47. Đó, Khải nghĩ cái nó này chắc chắn sẽ hơn cái nó cũ của Khải. Nên Khải mới đầu tư mua cái gia cắt tăng cấp nó nè, 3 cuốn rồi, hết 800 xu rồi. Ok, tính là dao động khoảng 1 cuốn gần 30 xu. Bù đi sức lại thì 3 cuốn gần 30 xu. Ok, nâng cấp nha anh em. 5K8, mong rằng cái nó này nó sẽ lực tay cao hơn và Khải sẽ xài luôn. Nó này vào tống kim đấm nha anh em. Cái đầu kim đấm. Mong rằng lực tay nó sẽ cao hơn nha anh em. Cô chắc chắn nó sẽ lên, không bao giờ xịt. À, một cái nỏ chắc chưa? Đẹp chưa? Đẹp chưa? Ok. Giờ Khải sẽ đẩy cái lực mang cái nỏ này vào xem, mong nó sẽ cao hơn và đánh tống kim cho nó khỏe nè. Hồi nãy thì không có đánh tống kim được, hồi nãy chỉ lai giải xong cái vào tống kim được 5 phút thôi. Mình chả đánh đắm được gì. Chúng là Khải bận lai giải nên là nhiều khi muốn lai tống kim anh em xem mà không có lai được. Ok. Rồi, được coi lực tay sẽ như thế nào. Mong rằng lực tay sẽ lên. Trời ơi, như nhau anh em ơi. Tống hết 1k sau mà lực tay nó thua đi 4 điểm. Đậu nhí. Nhỏ thiệt anh em. Trời ơi, tưởng hơn anh em. Không hơn được bao nhiêu, thua 4 điểm. Nhỏ nha. Thu 4 điểm rồi em ơi. Hết 800 xu rồi. Trời ơi cái nó. Giờ anh em thấy thử cái nhỏ nó là mang đánh đẹp hơn nè. Mang cái nó sát thương đánh đẹp hơn nha. Cái nó sát thương đánh đẹp hơn nha. Ui cái gì. Phải gì. Lũ rồi, đậu xanh. Lũ 4 điểm lực tây anh em, vãi nồi. Nhưng mà nhìn nó này nó là đẹp hơn anh em, nó đẹp hơn nhiều. Nó có dòng sắc thương phần trăm nữa. Ok, tao xài nhỏ này đi. Xài nó này đi. Vãi nồi. Tốn hết 800 xu. Lên rồi. Lực tây thua 4 điểm. Cây 45 điểm. Vãi thiệt, lũ thiệt chứ. Sắp mệt. Nhưng mà không sao, ok. Những cái nỏ kia nó sẽ đẹp hơn. Nỏ kia thì đỡ ra bán lại thôi. Ok anh em xem video đừng quên cho Khải một like, chia sẻ, ủng hộ nha. Khải đang cố gắng làm video anh em ơi.